cần mẫn và chăm chỉ, những con ong đang trên đường tìm đến những bông hoa. Vào mùa xuân và mùa hè, ong mật ăn uống no say mật của hàng ngàn bông hoa. Nhưng hoa sẽ tàn và úa dần. Để không bị bỏ đói và được ăn mật trong suốt mùa đông, chúng đã thu lượm, tích trữ và bảo quản mật hoa. Kết quả là có một loại thực phẩm rất ngon và bổ dưỡng mà con người đã tận hưởng nó hàng ngàn năm nay. Đó là mật ong. Một con ong thợ sống được khoảng 40 ngày và làm ra được ít hơn một thìa mật. Nhưng ở mùa cao điểm, 50.000 con ong trong một đàn có thể làm được 13,6kg mật ong trong một tuần. Đối với người nuôi ong, việc chăm sóc đàn ong là một điều thiêng liêng. Dù vậy, trong hơn một thập kỷ qua, ong trên khắp thế giới đã chết với những con số kỷ lục. Các nhà khoa học cho rằng, ong đang chết do có nhiều áp lực. Ký sinh trùng, thuốc trừ sâu hay với độc canh nông nghiệp thay thế những cánh đồng hoa bằng những cây trồng không có một chút mật hoa nào. Nhưng kinh doanh mật ong lại đang bùng nổ trên khắp thế giới. Con người đang ăn mật ong nhiều hơn. Vào năm 2019, thị trường mật ong toàn cầu là 7,9 tỷ đô la và nó không ngừng tăng lên. Lượng tiêu thụ mật ong dự kiến sẽ tăng gần 100 triệu đô la trên một năm trong những năm tiếp theo và sẽ đạt 12 tỷ đô vào năm 2028. Mỹ, Đức, Nhật Bản là ba nước nhập khẩu mật ong lớn nhất trên thế giới, chiếm hơn 40% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu, trong khi Trung Quốc, EU và Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt là ba nước sản xuất nhiều mật ong nhất. Năm 2019, người Mỹ ăn hết 204 triệu kg mật ong, trong khi năng lực sản xuất chỉ đáp ứng 1/3 trong số đó. Những con số trên thật không hợp lý chút nào. Các đàn ong đang chết dần, sản xuất mật ong thuần khiết đang giảm, nhưng lượng tiêu thụ lại không ngừng tăng. Nguồn mật ong sử dụng tăng thêm đó ở đâu ra? Có rất nhiều mật ong trên thế giới không phải là mật ong thuần khiết, mà chúng được pha trộn. Thứ mật ong này đang khiến cho mật ong thực tế thiếu lại đang dư thừa trên thế giới. Những lô hàng mật ong pha trộn với siro ngô hoặc mía đường đã được phát hiện vào những năm 2000. Chúng không thể phát hiện được bằng mắt thường. Người ta đã phải dùng các loại máy móc hiện đại và mất nhiều thời gian mới tìm ra được sự pha trộn này. Và thách thức ngày càng lớn hơn khi vài năm trở lại đây, người Trung Quốc tìm ra cách làm siro từ gạo, thứ có cấu trúc phân tử gần giống mật ong. Những khoản lợi nhuận khổng lồ từ kinh doanh mật ong đã làm cho những nhà sản xuất gian lận mở mắt. Họ đang đánh lừa người tiêu dùng và thu về những đồng tiền bất hợp pháp. Trung Quốc, trung tâm nông nghiệp mới của thế giới và là quê hương của một ngành công nghiệp mật ong lâu đời và đáng kính. Đến cuối những năm 90, người nuôi ong ở Trung Quốc có 70 triệu tổ. Quả là một con số vô cùng lớn. Giữa số lượng tổ khổng lồ cùng với sự pha trộn siro gạo của một số nhà sản xuất, ngành công nghiệp mật ong Trung Quốc tạo ra một lượng thặng dư khổng lồ. Lượng dư thừa này sau đó được bán cho các nhà nhập khẩu mật ong trên khắp thế giới và Mỹ là nước mua nhiều nhất. Người Trung Quốc bán giá mật ong chỉ bằng 1/2 so với giá thị trường, khiến cho những nhà sản xuất mật ong Mỹ và các quốc gia xuất khẩu mật ong khác không cạnh tranh được. Những chuyến tàu chứa những container mật ong khổng lồ ùn ùn từ các cảng Trung Quốc đến Mỹ và khắp các cảng trên thế giới. Điều này đã tạo ra một tiền lệ xấu. Một số quốc gia xuất khẩu mật ong cũng học tập theo. Họ cũng bắt đầu pha trộn mật ong với những phụ gia khác nhằm hạ giá và tăng sức cạnh tranh. Một nhà ngoại giao từng nói, dường như thị trường đang bán một thứ siro nào đó, chứ không phải mật ong. Năm 2001, Mỹ và một số nước EU cáo buộc Trung Quốc phá giá mật ong và áp mức thuế khổng lồ lên mật ong nhập từ Trung Quốc. Và những chuyến tàu chở mật ong từ Trung Quốc tìm những con đường khác để đến với những thị trường này. Nhập khẩu mật ong từ các nước châu Á tăng lên đáng kể từ lệnh áp thuế. Malaysia xuất khẩu 16,8 triệu tấn mật trong một năm sang Mỹ, trong khi năng lực sản xuất chỉ bằng 0,1% số đó. Hương vị và mùi cho thấy sự nguyên chất, nhưng để tập trung vào tìm nước xuất xứ, phòng thí nghiệm làm phân tích phấn hoa, dùng nó để làm đặc điểm nhận dạng địa lý. Ví dụ, lô mật hoa mang phấn hoa hạnh nhân, thường chúng có xuất xứ từ Mỹ. Lô mật hoa mang phấn hoa bồ đề, thường chúng sẽ có xuất xứ từ Trung Quốc, vân vân. Nếu lọc phấn hoa đi thì không thể lần ra nguồn gốc nữa. Gian lận thương mại có thể không phải là tội ác vì nó chưa chết người, nhưng nó ảnh hưởng tới sinh kế của người nuôi ong và những nhà sản xuất chân chính. Xa hơn là một ngành nghề với 9.000 năm phát triển, cùng với đó là sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng với sản phẩm. Cùng với công nghệ, những phương pháp kiểm định mật ong tinh khiết vẫn đang được phát triển. Điều đó không có nghĩa những kẻ gian lận ngừng tìm ra cách mới để độ mật làm cho khó phát hiện hơn. Vị mật ong đắng dường như chỉ mới bắt đầu.